Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách làm cho cây sung ra quả liên tục, rất là đơn giản các bạn. Đấy thì muốn cho một cây sung ra quả được liên tục thì mình nhìn vào tổng thể cây sung thì mình sẽ thấy là cái cây sung của mình khi nó đang cho trái, cho ra quả thì đa phần là các cái cây sung của mình, các cái lá của nó sẽ già. Đấy, cái lá của nó rất là già nha các bạn. Thì đây là các cái lá già. Thì bình thường thì các cái lá già này thì đang ra quả thì là cái mầm của nó sẽ rất là phát triển chậm. Nghĩa là phát triển rất là chậm nhưng mà nó vẫn có cái sự phát triển ra nhé các bạn, các cái mầm này. Thì muốn cho cây sung ra quả liên tục thì mình chỉ có hai cái bước rất là đơn giản nhé. Bước đầu tiên là mình sẽ bấm bỏ cái ngọn này đi. Đấy, và cái bước thứ hai nghĩa là các bạn có nhìn thấy không, đây là các quả sung rụng mình để dưới gốc. Thì cái bước thứ hai là các bạn cần làm là các bạn sẽ để các quả sung chín rụng để vào gốc đây. Đấy thì khi một cây sung mà mình, cái lứa đầu tiên mình đã ra quả được rồi thì chắc chắn là trong đất của nó vẫn còn chất dinh dưỡng, thì mình không cần phải bón một thứ gì nha các bạn, mà cây sung vẫn ra quả lứa tiếp theo. Là các bạn chỉ cần hai cách, nghĩa là một cái đầu tiên là mình bấm ngọn của nó đi này, và cái thứ hai là các quả chín thì mình để xuống gốc làm phân hữu cơ, và tự khắc là cây sung nó sẽ ra quả lứa tiếp theo, không cần làm gì, không cần bón cái gì nữa nhé các bạn. Đấy, và nếu mà các bạn mà muốn cho cây sung cái lứa tiếp theo nó ra sai quả thì các bạn chỉ cần bón thêm cái này thôi các bạn. Đây là kali đỏ ớt, thì trong cái thời gian mà nó rụng quả thì các bạn chỉ cần bón thêm cho nó hai lần bón cho nó kali đỏ ớt này, khoảng cách nhau khoảng 5 ngày. Mà mỗi lần bón vào cho cây khoảng, đối với một cây nhỏ nhỏ như này thì mình bón vào khoảng tầm 3 đến 4 gram là được nhé các bạn. Đây tầm 3 4 gram nó chỉ như này thôi các bạn. Đây. Nghĩa là mình hòa với nước và mình tưới cho cái gốc sung này thì cái lứa tiếp theo nó sẽ ra rất là sai quả. Còn nếu mình không tưới mà mình chỉ cần làm hai cái phương pháp ở trên là bấm ngọn với cả cho các quả chín vào gốc thì tự khắc nó sẽ ra lứa quả tiếp theo. Đấy, và đến đây mình chia sẻ xong cây sung, cách để cho cây sung ra quả liên tục rất là đơn giản. Đấy, các bạn xem thấy hay, có hữu ích nhớ like và chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.